Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, Wicked Mind là một bộ phim truyền hình phát hành năm 2003 của Canada do Jason Gino đạo diễn. Bộ phim kể về một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai bị người mẹ kế trẻ tuổi xinh đẹp của anh ta quyến rũ và tống tiền, sau đó bị tình nghi là thủ phạm trong vụ án giết cha. Bị dồn vào đường cùng, anh ta buộc phải làm tất cả để chứng minh sự vô tội của mình. Một nhiệm vụ khó khăn đối với một sinh viên vừa tốt nghiệp khi có rất nhiều tình tiết căng thẳng, thú vị và bất ngờ trong bộ phim kinh dị gây cấn này. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Andy Everhart, Andy Wicker, Winston Rickert, Amy Sran và Frank Chopin. Sau đây như thường lệ chúng ta cùng tìm hiểu cốt truyện của bộ phim. Bộ phim mở đầu với cảnh Holden Pry, một sinh viên vừa tốt nghiệp Harvard đang có mặt ở đồn cảnh sát để trả lời thẩm vấn về một vụ án mà anh ta có liên quan. Sau đó, bộ phim quay trở lại thời điểm trước đó khi Holden trở về nhà sau một chuyến du lịch châu Âu. Sau khi chào hỏi người quản gia của gia đình, anh mở cửa phòng và phát hiện ra một người phụ nữ tóc đỏ trẻ đẹp đang khỏa thân. Thì ra trong thời gian anh vắng mặt, Mason, người cha già triệu phú của anh, đã kết hôn với người phụ nữ này ở Hy Lạp. Tên của cô ấy là Lana. Lana trẻ đẹp, quyến rũ và không già hơn Holden là mấy. Cô ấy dường như chỉ quan tâm đến tiền của Mason và cô ấy bị thu hút bởi Holden khi họ gặp nhau. Tuy nhiên, Mason là một người hay ghen tuông và thích kiểm soát cả con trai và con dâu nhỏ hơn nhiều tuổi của mình, lạm dụng và bạo hành họ bằng lời nói và tinh thần. Mason cố gắng thiết lập Holden với Nikolai, một cô gái tóc đỏ không đặc biệt hấp dẫn, và muốn Holden điều hành công việc kinh doanh của gia đình. Tuy nhiên Holden khước từ những điều đó và cay đắng kết tội Mason trước việc ông ta không quan tâm đến vợ cũ trong thời gian bà lâm bệnh cuối cùng. An ủi Holden là mẹ kế mới của anh, những người nhanh chóng gắn bó và thông cảm với hoàn cảnh của nhau khi họ đấu tranh với từng mối quan hệ cá nhân của họ với Mason. Holden phát hiện ra rằng Lana không phải đến từ Hy Lạp, mà cô ấy đến từ Florida, và một điều gì đó mà anh phát hiện ra trong khi say rượu và tán tỉnh mẹ kế tại một nơi ăn chơi trác táng ở địa phương vào cuối đêm hôm đó. Holden và Lana có một cuộc tình vụng trộm và ướt át ngay sau đó. Họ thường lén lút gặp nhau khi Mason đi vắng, nhưng Mason cảm nhận được rằng người vợ trẻ của mình không trung thủy và suýt chút nữa đã bắt quả tang họ trong phòng của Holden. Tuy nhiên Mason lại không bao giờ nghi ngờ con trai mình. Vào một đêm nọ, sau khi bố thí vài đô cho một người đàn ông vô gia cư, Holden trở về nhà và thấy cha mình chết lạnh trên sàn. Anh đã gọi điện cho cảnh sát và nhanh chóng trở thành nghi phạm chính của vụ án. Tới đây, hầu hết khán giả sẽ nghĩ về một kịch bản quen thuộc và dự đoán rằng tất cả âm mưu là của người mẹ kế nóng bỏng, người kết hôn với Mason chỉ vì gia sản của anh ấy. Bộ phim hướng tất cả sự nghi ngờ về phía cô ấy, đặc biệt là khi cô ấy biến mất cùng với Nikolai, một người cũng đến từ Florida, người mà cô ấy đã cố gắng thiết lập cho Holden. Nhưng khi xem tiếp bộ phim, chúng ta mới thấy rằng người con trai mới thực sự là kẻ xấu và là kẻ chủ mưu. Cô gái tóc đỏ Nikolai là bạn gái thời đại học của Holden, và họ đã lên kế hoạch để giết bố và mẹ kế của Holden. Cuối phim chúng ta thấy họ hả hê lái xe rời khỏi ngôi nhà sau khi Nikolai gặp lại người vô gia cư lần trước và bố thí cho anh ta $100. Đây chính là bước ngoặt thực sự cho bộ phim và là một kết thúc tồi tệ. Tôi thực sự ước rằng anh ta cuối cùng sẽ bị bắt. Đối với tôi, đây là một bộ phim truyền hình hay. Nó có rất nhiều tình tiết lãng mạn, bí ẩn và câu chuyện khiến chúng ta phải đoán đến tận phút cuối. Mặc dù có những lỗ hổng trong cốt truyện khiến phần lớn câu chuyện không có ý nghĩa, cuối cùng có rất nhiều câu hỏi vẫn chưa được trả lời, nhưng những khúc mắc trong câu chuyện diễn ra tới mức khó hiểu đến mức tôi không biết làm thế nào để chúng có thể được trả lời. Chẳng hạn như tại sao Holden phải giết cha mình, trong khi rõ ràng Mason đã chủ động muốn Holden điều hành công việc kinh doanh của gia đình và hoàn toàn tin tưởng anh ta. Thậm chí Mason còn không nghi ngờ một chút nào về việc Holden ngoại tình với Lana, mặc cho sự gần gũi của họ diễn ra ngay trước mắt. Bỏ qua những khúc mắc của câu chuyện, diễn xuất của các diễn viên là rất xuất sắc. Andy Everhart rất quyến rũ và nóng bỏng. Cô ấy thật sự đã thể hiện những hành động rất thuyết phục. Andy Walker khá đẹp trai, nhưng không được gì ngoài vẻ mặt trống rỗng và bộ não thất thần. Winston Rickert đã làm cho nhân vật của anh ấy, người cha giàu có, bảo vệ, trở nên sống động. Trong khi Amy Sloan cũng rất xinh đẹp và hoàn thành tốt vai diễn của mình.
Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.